Hello, xin chào các bạn. Hôm nay Bartender Zlog sẽ gửi tới các bạn một món cocktail đựng trong 6 ly shot. Đó là fruit shot hay còn gọi là shot rượu hoa quả. Chúng ta sẽ dùng 2 bình Boston hoặc các bạn có thể sử dụng standard để pha ly cocktail này. Đầu tiên chúng ta sẽ có 60 vodka Việt Nam, chia đều cho 2 sách. Tiếp theo sẽ là 10ml đường. Chúng ta cũng chia đều cho 2 sách. Mười ml nước cốt chanh, và 15ml sirup. Ở đây mình sẽ sử dụng hai loại sirup, đó là sirup lựu và sirup blue guava. Sau đó chúng ta sẽ cho đá vào sách. Ở loại cocktail này thì chúng ta sẽ sử dụng strainer để rót. Vâng, và đây là fruit shot.